Đi rồi. Dạ, ai ạ? Vợ mày chứ ai? Nó về chăm bố, dọn dẹp nhà cửa, nấu bữa tối xong rồi đi. Đang dở nồi thịt kho tàu, nó nhờ tao trông nốt. Chắc là nó không muốn nhìn cái bản mặt của mày. Con thấy bảo loại này tốt lắm. Bố cầm lấy, lát đi ngủ bảo anh Tú bóp cho. Ôi giời ơi, có cái đũng quần mà không một tiếng đồng hồ không xong. Lên phòng xem cá heo có học bài không hay đang chơi điện tử. Lại xấu hổ. Dở dời lại đại đau. Hay là mai con đưa bố đi viện để chụp chiếu nhá. Thôi thôi thôi, cứ ngửi cái mùi bệnh viện là bố lại ốm thêm, biết bao giờ mới khỏi được. Cứ một mình ngồi đây cả ngày thế này chả làm thêm được gì, lại phiền đến con cái. Coi như là đi ăn dưỡng, hay là con mua cho bố cái ghế nằm để ngoài cửa hàng kia kìa, lúc nào bố buồn ấy thì ra đây nói chuyện với khách. Thôi 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 thôi, lại tốn kém thêm làm gì. Nay chị Son đến nhà, chắc anh biết rồi đấy. Biết tin tôi ốm là chị ấy đến ngay, lo cơm nước cháo lão xong vừa mới đi thôi. Nghĩ lại thấy gia đình mình có nhiều điều không phải với chị ấy. Tuy không phải là con gái thành phố nhưng cũng là con nhà có giáo dục, mà hoàn cảnh gia đình có khi hơn hẳn nhà mình. Chị đã chấp nhận về đây làm dâu, việc gì cũng đến tay mà chưa bao giờ thấy ca thán một điều gì. Còn cái chuyện hôm ấy chưa hẳn đã là lỗi ở chị, thế mà cả nhà súng vậy trách cứ chị. Chắc bây giờ tủi thân lắm đây. Thôi, anh nói với chị một câu, chị cũng không cần phải xin lỗi nhiều đâu. Do nó là người dễ tính mà. Mà vợ chồng anh cứ mỗi người một nơi thế này, biết đến bao giờ hả con? Lúc cuối cần gia đình nhà mình thì nhà mình quay lưng lại với cô ấy. Bây giờ nhà mình gặp khó khăn lại gọi cô ấy về, còn không làm được cái điều đấy. Không làm được hay là vì sĩ diện mà không chịu xuống nước? Tóm lại bây giờ ý anh thế nào? Biết là mình sai thì phải sửa đi. Còn chị ấy cũng đã tỏ rõ ý của mình rồi, là không muốn rời bỏ cái gia đình này. Còn chị chưa về đây là đang chờ cái lời xin lỗi của anh đấy. Thôi được rồi, việc này để con tính. Tính tính, có mà đến mùa quýt à?